Xin chào các bạn ha. Thì hôm nay mình có làm video hướng dẫn về sách Economy 5 phần đọc hiểu. Mình có chọn ra các cái slide hoặc là các cái bài word để mình giải thích về cái cách làm bài tốt ích hiệu quả cũng như là phân tích các kiến thức trong cái quyển sách Economy 5 này. Thì sách Economy 5 cũng được đánh giá là một trong những cái đề thi khó hơn so với đề thi thực tế một chút, hoặc là ít nhất cũng phải bằng tương đương. Thì mình thấy cái bộ sách này nó có rất là nhiều kiến thức hữu ích mà một số bạn gặp khó khăn trong vấn đề mà chọn được cái đáp án đúng, hoặc là không hiểu vì sao chọn được đáp án đúng. Thì hôm nay mình soạn ra các cái video hướng dẫn nhằm hỗ trợ cho các bạn có thể tự luyện tốt ích hiệu quả hơn tại nhà. Có rất là nhiều video ha, thì hôm nay là đây là một cái video đầu tiên, và để tránh cái sự nhàm chán cho các bạn thì mình chia mỗi cái video khoảng 10 câu thôi, chúng ta học cho nó đỡ ngán ha và nó hiệu quả hơn. Rồi ok, thì hôm nay cái video này mình sẽ học 10 câu đầu tiên, mình sẽ giải thích cho các bạn từ câu 101 đến câu 110 nha. Thì mình sẽ phân tích dịch câu, phân tích cấu trúc câu, cũng như là hướng dẫn các bạn cái kỹ năng chúng ta chọn đề thi sao cho nó kịp giờ trong phần đọc hiểu này. Rồi, ở cái câu đầu tiên 101 thì đối với câu này, đây là câu dạng về chặt từ từ, thì những cái câu dạng này chúng ta có khoảng 5 đến 10 giây để chúng ta hoàn thành. Rồi, ở câu này các bạn thấy có chữ minor, đây là một tính từ các bạn. Thì mình học trật tự từ rồi, mình biết là tính từ đứng trước và bổ nghĩa cho danh từ, và do đó chúng ta sẽ chọn đáp án D cho ha. Rồi đáp án D có cái duration đó các bạn, vậy nó sẽ là danh từ. Và đối với cái câu này thì trong đề thi mình sẽ làm rất là nhanh thôi, và nó cũng rất là dễ nữa. Đây là những câu mà chúng ta cần lấy điểm ha. Rồi chúng ta chọn đáp án D cho. Rồi bây giờ mình sẽ dịch ha. Rồi cái xe lửa ha, cái bow for là đi về hướng nào đó các bạn ha. Thì xe lửa đi về hướng Bradford sẽ bị hoãn lại 3 ngày để hoàn thành những cái việc sửa chữa nhỏ ha. Cái minor là sửa chữa ít thôi, sửa chữa nhỏ trên cái con đường, trên cái ray xe lửa đó các bạn. Rồi. Rồi ok, chúng ta xong câu số 1 nhé. Rồi tiếp theo ở câu số 2. Ở câu số 2 các bạn thấy người ta cho mình một tên riêng và đóng vai trò làm chủ ngữ luôn rồi. Câu này có chủ ngữ rồi nhưng chưa có động từ. Và chúng ta thấy có một mốc thời gian nữa là cái chữ yesterday đó. Như vậy chúng ta cần điền một verb 2 vô đây, nghĩa là dùng quá khứ đơn thôi. Chúng ta làm như vậy mới nhanh các bạn, chứ chúng ta không có dịch ha. Chúng ta không có dịch ở các cái chữ phía sau, ví dụ như là anticipating at least 20%, chúng ta không có dịch vì không có thời gian ha các bạn ha. Rồi do có yesterday chọn verb 2 thì các bạn sẽ chọn đáp án C do, vì nó có đuôi là ED nè, như vậy nó sẽ là cột 2 rồi. Được chưa? Rồi mình chọn câu C do là xong. Rồi khi các bạn đã chọn được đáp án xong rồi thì mình mới quay lại mình dịch câu để mình tăng từ vựng nè, rồi mình tìm hiểu thêm về các cấu trúc câu cũng như là về cụm từ. Rồi ở đây mình sẽ dịch cho các bạn nha. Rồi Rosebus Stationery gì đó, đây là cái tên riêng ha, mình đọc đại khái như vậy thôi. Đã công bố ha, hoặc là đã thông báo ngày hôm qua rằng nó dự đoán ít nhất tăng 20% trong doanh thu bằng việc là giới thiệu cái dòng sản phẩm mới liên quan đến việc in ấn. Rồi ví dụ như mình không biết từ vựng nào thì mình tự bổ sung ha. Các bạn có thể tra từ điển để mình bổ sung thêm 4 từ, hoặc là đối với những cái video như thế này thì mình đã dịch sẵn cho các bạn rồi, thì các bạn có thể xem những cái video và mình cũng tăng được cái 4 từ đáng kể nha. Rồi tiếp theo chúng ta qua câu 103. Rồi ở câu 103 chúng ta nhìn sơ qua các đáp án, mình thấy nó bắt mình điền các phần giới từ vô, đúng không ạ? Thì ở đây các cái phần giới từ thì mình nói sơ ha, mình nói sơ về các phần giới từ. Giới từ on thì các bạn sẽ sử dụng cho ngày tháng, ví dụ ngày 31 tháng 12 thì chúng ta sẽ sử dụng on đó.
rồi trên bề mặt của cái gì, ví dụ on the table chẳng hạn, trên bàn ha, rồi thứ, ví dụ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm gì đó thì chúng ta sẽ sử dụng on. Đấy. Còn at thì các bạn sử dụng cho nơi chốn và thời gian nhỏ xác định và cụ thể, đúng không? Xác định ở đây là những cái tên riêng, là nó sẽ xác định các bạn. Ví dụ ở đây là tên riêng nè, viện nghiên cứu ha, Jilon, thì chúng ta sẽ chọn công b vô đó, chúng ta dùng at nhé. Nhớ nha, những cái tên riêng là nó là xác định rồi thì chúng ta sẽ dùng cái từ at vô để chỉ nơi chốn và thời gian. Còn below thì nó ở phía dưới ha, ví dụ xem những cái dưới đây chẳng hạn là chúng ta mới dùng cái giới từ này. Còn giới từ by thì các bạn chỉ cần biết nghĩa của nó thôi là mình làm được. Nó có những nghĩa nên là trước nè, giống như chữ before, trước mấy giờ chẳng hạn. Rồi bằng, ví dụ đi bằng xe buýt nè. Rồi bởi, ví dụ được làm bởi ai, được viết bởi ai. Hoặc là gần ha, ví dụ ngồi gần cửa sổ mình nói là by the window chẳng hạn. Rồi như vậy ở đây có tên riêng là viện nghiên cứu Daleon thì chúng ta chọn con B vô. Đúng không? Dữ liệu mà ông Warren yêu cầu có thể được tìm thấy tại cái viện nghiên cứu Daleon này. Đấy chưa? Rồi ở câu 104. Rồi câu 104 cũng là một câu về trật tự từ thôi. Chúng ta cần điền các cái tính từ hay danh từ hay động từ vô. Ở đây mình thấy có một danh từ là scenery, là các cái phong cảnh đó các bạn, các cái địa điểm á, thì mình cần điền một tính từ vô để nó bổ nghĩa cho cái danh từ scenery này, đúng không? Mà có cái đuôi là ive như vậy nó sẽ là tính từ, và do đó chúng ta sẽ chọn đáp án C vô. Thì những cái câu trật tự từ này mình làm rất là nhanh ha, vì nó dễ thôi, mình chỉ cần nắm chắc được cái phần vị trí và chức năng của tính từ, của phó từ, của danh từ và động từ thì mình sẽ làm được thôi. Những bạn nào chưa nắm vững được cái phần này thì các bạn xem cái link hướng dẫn về trật tự từ ở cái phần miêu tả của video này ha, mình có tràn link ở đó, các bạn click vô các bạn ôn lại kiến thức nhé. Rồi chúng ta chọn câu C vô ha. Rồi mình dịch cái câu này nhé. Denver là một cái địa điểm du lịch nổi tiếng và nó được biết đến về cái nền ẩm thực và cái phong cảnh hấp dẫn, nghĩa là nó có phong cảnh hấp dẫn nè, rồi cái nguồn ẩm thực của nó nấu ăn cũng rất là ngon, thì nó được nổi tiếng, được gọi là một cái famous tourist destination. Cái destination là những cái điểm đến đó các bạn nhé. Rồi ở câu tiếp theo 105, câu 105 người ta cho mình bốn động từ luôn, A, B, C, D đều là động từ cả. Thì ở đây chúng ta cần chọn một động từ phù hợp với nghĩa thôi, đúng không? Ở đây mình thấy có chữ to thì chúng ta điền verb không vô nhé các bạn. Thì ở đây mình dịch sơ qua mình xem coi nó đang nói về cái gì để mình chọn một cái động từ hợp nghĩa thôi. Ở đây chúng ta thấy chủ từ là student, học sinh sinh viên, đúng không? Được khuyến khích ha, encourage, và to do something là khuyến khích làm gì, thì khuyến khích làm gì thôi ạ. Tham gia vô cái gì đây, buổi múa Halloween được tổ chức bởi những cộng đồng sinh viên, đúng không? Ở đây chúng ta loại câu A các bạn, câu A cũng có nghĩa là tham gia luôn, nhưng nó phải đi với giới từ in mới được, participate in ha thì mới được, đúng không? Rồi còn câu C và câu D thì mình thấy nó không có hợp nghĩa đối với ngữ cảnh này, do đó mình sẽ chọn câu B là tham gia thôi. Đây chưa? Rồi như vậy các bạn nhớ nha, participate sẽ đi với giới từ in ha, rồi encourage to do something ha, khuyến khích ai làm gì đó. Rồi rồi ở câu tiếp theo, câu tiếp theo cũng là một câu về từ loại tiếp. Như vậy các bạn thấy ở cái phần 5, 6 trong một đề thi thì thường là có đến 10 câu hoặc là 15 câu hỏi về phần từ loại, do đó mà cái phần từ loại nó sẽ rất là quan trọng mà các bạn cần phải nắm vững được các cái kiến thức ha. Thì các kiến thức về tính từ, danh từ rồi đó thì cái đó mình sẽ để cái link hướng dẫn ở dưới phần mô tả của slide nha, các bạn có thể xuống đó chúng ta xem lại nha. Giờ ở đây mình thấy câu này có chủ từ rồi, những nhân viên tại Alembic Broadcasting đóng vai trò làm chủ từ.
có động từ donate ha, là quyên góp ha. Thường là nói về cái khoản quyên góp tiền cho từ thiện đó. Cái này có chữ charity nè. Đó. Thì ở đây có động từ rồi, mình cần phó từ để bổ nghĩa cho động từ thường ha. Đúng không? Thì phó từ có doly nó sẽ là phó từ các bạn. Được chưa? Như vậy mình sẽ chọn câu câu đề vô và xong. Đó. Như vậy đối với cái này nó làm rất là nhanh ha. Rồi bây giờ mình dịch sơ về nghĩa cho các bạn nhé. Quyên góp cho những cái từ thiện ở địa phương bằng cách là người ta tổ chức các cái buổi tiệc để mà quy động những cái nguồn mà quyên góp đó các bạn, fundraising ha. À, thường ha, regular là thường ha, thường tổ chức ha, thường quyên góp cho từ thiện đó. Rồi ở câu 107 này các bạn. Ở câu 107 các bạn thấy người ta cho mình cái liên từ and này. Đó, nó cho mình liên từ and sẵn rồi. Thì mình chọn câu liền là câu D vô. Vì mình học là both đi với and là cả hai cái gì nè. Rồi either or hoặc cái này hoặc cái kia, rồi neither nor, không cái này hoặc không cái kia. Rồi not only but also, không những mà còn. Thì đó là những cái lý thuyết mà giúp chúng ta làm nhanh đối với cái phần phần 5-6 trong đề thi TOEIC. Rồi như vậy mình sẽ chọn câu D giờ đó. Rồi bây giờ mình mới dịch để mình tăng vốn từ ha. Bạn nộp cả về cái bệnh án đó các bạn, cái record là cái hồ sơ bệnh án của mình đó và cái mẫu đăng ký luôn cho bộ bộ phận hành chính ha, bộ phận hành chính để người ta xử lý ha, người ta tiến hành cái việc mà mình đi vô bệnh viện khám bệnh hoặc là mình nhập viện gì đó. Rồi cái động từ submit đây cũng là một cái động từ rất là phổ biến, mình cần biết nghĩa ha, đó là nộp hoặc là đệ trình lên. Còn câu A các bạn, as well as là cũng như ha, còn as soon as là ngay khi, và sau đó các bạn cộng với mệnh đề vô nha. Mệnh đề có nghĩa là chủ từ cộng với động từ đó các bạn, gọi là mệnh đề ha. Còn câu C compare to là so sánh ha, so sánh cái gì đó chẳng hạn. Rồi, ok ha. Câu tiếp theo. Câu tiếp theo mình thấy người ta cho mình có chữ S rồi các bạn. Rồi người ta cho mình tiếp theo nói là một phó từ. Rồi một động từ thường. Như vậy khi có S rồi có phó từ nằm ở giữa cái chữ S nữa thì mình hãy liên tưởng đến phần so sánh bằng. Đó. Phần so sánh bằng thì chúng ta chọn ngay được đáp án A rồi. Vì mình có SS đúng không ạ? Thì nằm giữa hai chữ SS này mình có thể điền phó từ hoặc điền tính từ vô, đúng không? Rồi, chúng ta chọn vô ha. Rồi mình dịch sơ nha. Kao Daily được đọc phổ biến, được người ta đọc nhiều đó, như là Kao Rajate ở New Jersey. Thì những cái tên riêng này mình cứ đọc bình thường thôi, mình không ngồi ha. Rồi mình nói phần cái giới từ in một chút. Giới từ in cũng chỉ cho nơi chốn và thời gian luôn, nhưng nó dành cho những nơi chốn và thời gian lớn, tổng quan. Ví dụ như về thời gian này các bạn sẽ dùng cho năm nè, cho mùa nè, cho tháng nè, những cái mốc thời gian bự như vậy đó. Hoặc là nơi chốn này các bạn sẽ dành cho quốc gia, cho thành phố, cho quận huyện, cho tỉnh, những cái nơi chốn mà lớn như vậy. Còn cái câu C nãy mình nói rồi đúng không? Giới từ add nãy mình nói rồi ha. Rồi bây giờ mình nói phần câu D. Thí dụ như là giữa hai vật, hai người thì các bạn sẽ sử dụng between đúng không? Còn giữa ba người hoặc ba vật trở lên thì các bạn sẽ sử dụng là among vô trong câu D. Đúng không? Rồi. Ok, chúng ta qua câu tiếp theo nha. Rồi ở câu tiếp theo thì các bạn thấy ở phía sau cái chỗ trống đó là một cụm nhân từ. Cái chữ là unique là tính từ như vậy, nghĩa là độc đáo á, có một không hai. Còn chữ design là danh từ, là sự thiết kế. Như vậy thiết kế độc đáo đúng không? Như vậy nó là cụm nhân từ rồi đúng không? Cụm nhân từ thì mình cứ xem là danh từ đúng không, cho nó dễ ha. Vì cụm nhân từ và danh từ về xét về mặt ngữ pháp chúng ta thấy nó giống nhau thôi. Thì mình thấy mình nhìn qua bốn đáp án nè, mình thấy chỉ có câu D là sau nó mình cộng với danh từ thôi,
đúng không ạ? Vì sau tính từ sở hữu thì mình cộng với danh từ, do đó chúng ta chọn ngay câu D vô. Rồi mình nhắc lại ha, sau tính từ sở hữu các bạn cộng với danh từ vô. Dạ, chúng ta làm cho nó nhanh ha. Rồi mình dịch sơ nè. Chiếc xe của Blanchard đó, thì nổi tiếng đối với những cái người trẻ tuổi về cái gì à? Về cái sự thiết kế độc đáo của nó, nên nó được những người trẻ người ta ưa chuộng. Rồi mình dịch vậy ha. Rồi ở câu 110, câu 110 các bạn thấy người ta đều cho mình những cái động từ giống nhau cả, giống nhau về về các cái hình thức là cột luôn, ở đây đều giống nhau là người ta sử dụng cột hai cả đó. Như vậy bắt buộc mình phải đọc sơ xem người ta đang nói về cái gì, đọc keyword thôi ha, chứ mình không có đọc hết thì không có đủ thời gian. Rồi mình đọc mình thấy nè, marketing director là giám đốc marketing ha, thì người ta cái gì đó cho nhân viên của máy với công việc là khảo sát khách hàng tiềm năng, đúng không? Thì ở đây mình thấy câu A demonstrated là chứng tỏ, chứng minh, cho thấy. Câu B là instructed là giao phó, ủy thác cho ai. Ở đây mình thấy nó hợp lý rồi đó, có nghĩa là cái ông director này ông giao phó cho nhân viên của ông làm việc, làm những cái công việc là khảo sát khách hàng đó, đúng không? Còn cái câu C là gì các bạn? Select là lựa chọn, lựa chọn từ cái gì đó chẳng hạn. Còn participate thì hồi nãy mình có nói ở cái câu phía trước đó, cái câu ở slide trước đó, là nó thể đi với từ involve, đúng không ạ? Là tham gia. Đó, như vậy mình bỏ được câu D đi. Và A, B, C thì mình chỉ thấy câu B là nó hợp lý nhất thôi, đúng không? Dạ, nghĩa là giao phó cho nhân viên làm những cái công việc, cái task ở đây là cái công việc thôi. Khảo sát, survey ở đây là khảo sát, potential client là cụm danh từ, đó là khách hàng tiềm năng. Ngoài ra còn có một cái cụm tương ứng nữa là potential customer, đó. Khách hàng tiềm năng ha. Rồi chúng ta chọn câu bây giờ. Rồi ok, như vậy thì chúng ta đã kết thúc được cái 10 câu đầu tiên trong cái đề số 1 ở cái phần sách Economy 5. Và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo. Mình sẽ hướng dẫn 10 câu nữa, đó là từ câu 111 đến câu 120 ở đề thi đầu tiên trong sách Economy 5. Và mọi cái sự hỗ trợ cũng như là tư vấn miễn phí thì các bạn có thể truy cập vô website toeicln.edu.vn, hoặc là các bạn liên hệ với ngoại ngữ toeicln qua fanpage ha, facebook.com, các bạn gõ cái đuôi sau đó là toeic ở Gò Vấp vô nha. Thì mình sẽ hỗ trợ các bạn về tư vấn lộ trình học miễn phí, hoặc là sẽ cung cấp các cái tài liệu dành cho những bạn muốn giải đề thêm, hoặc là những bạn đang mất gốc cần hệ thống loại kiến thức nào. Thì tất cả đều miễn phí thôi, mình sẽ hỗ trợ các bạn nhé. Rồi trong quá trình xem video có chỗ nào đó không hiểu, hoặc là mình thắc mắc về vấn đề nào đó trong quá trình chúng ta học TOEIC, thì các bạn cứ để lại những comment ở phía dưới video và mình sẽ tranh thủ để trả lời cho các bạn nhé. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo ha.